con hổ khi con gặp được ba vị tỳ kheo ni, con rất ngưỡng mộ ba vị, không muốn lên màn ảnh cho nên con lấy hình hoa sen con che lại, và cô chú thông cảm cho con nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Diệu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn. Cung kính cha mẹ và các đấng thiêng liêng, cho phép con nói chuyện với huynh đệ tỷ muội trong và ngoài nước của con và tất cả tôn giáo trong và ngoài nước, không phân biệt tôn giáo nào. Lời nói của con muốn đưa lên cộng đồng để cho huynh đệ tỷ muội của con nhận định được cái nào đúng, cái nào sai, để hướng tới một con đường thiện, tận mỹ, xã hội an lành, ấm no và hạnh phúc. Nếu lời nói của con đúng thì huynh đệ tỷ muội lắng nghe và quan hệ, con rất mừng những lời nói của con mà được bao nhiêu người lắng nghe như vậy. Thì bắt đầu sự việc của đứa bé Tường Lam 6 tuổi xuất hiện khoảng trong trên dưới 3 tháng nay, nhưng mà con có theo dõi trên cộng đồng mạng, có thể nói là xôn xao dư luận đối đá nhau rất nhiều, làm cho con cũng có một phần buồn, buồn cho con người nhân loại của mình sao không cùng đi một chí hướng và lập đầu để mình chăm soi với nhau, gặp mâu thuẫn với nhau, rồi hiềm thù với nhau, như vậy là xã hội nó không được đẹp. Có ví dụ một đứa bé 6 tuổi nó nói một cái điều gì đó thì bao nhiêu người khác hữu duyên hữu phước người ta nghe nó, đó là cái hữu duyên hữu phước của một cá nhân nào đó đối với nó, chứ không phải là nó nói là người ta phải nghe đâu. Thì cũng có người nghe và cũng có người không nghe. Thì những người nào nghe thì để họ làm những chuyện riêng cá nhân của người ta, còn người không nghe thì mình cũng suy nghĩ, mình xem xét lại bản thân mình không nghe thì thôi, thì cũng đừng hiềm khích, đừng bị bán, đừng chê bai, cho rằng cái thế này thế nọ, cho rằng cha mẹ thường làm gian dẫn, cho rằng đứa thiền Lam này là tỷ mũi chưa sạch, cho rằng gia đình thường làm là ma vậy, để là lương gạt cộng đồng. Cái đó là quá nặng đối với giữa con người với con người. Mình phải xem xét kỹ, mình phải nói. Nhưng mà tại sao mấy anh dám nói những điều đó trên mạng, trên cộng đồng, để cho cộng đồng này có rất nhiều người bức xúc, mà người ta bây giờ điện về ngay số điện thoại của anh để ta muốn giải bài, giải thích chuyện này, thì mấy anh có nghe không? Cho nên lời nói của tôi muốn đưa lên toàn thể cộng đồng, toàn thể nhân loại trong và ngoài nước nghe và có cái suy nghĩ đúng sai, chứ không phải tôi nói đây là tôi đã chỉ trích một bài hết. Những cái YouTube của bên cộng đồng mà nói về xấu Tường Lam, tôi cho rằng phỉ báng chê bai, chứ không phải dùng từ phản biện. Cái phản biện có thể là còn đúng còn sai, còn cái này là nói thẳng là phỉ báng chê bai, không tin vào cái tâm linh, cho rằng là ma mị mê muội, chửi hết người này chửi hết người kia. Và trên cộng đồng này tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, không ai được quyền xâm phạm tự do này. Mà tại sao người ta tín ngưỡng với cá nhân của
người ta, dầu có tốn có hao tiền của gì cũng của cái người ta, ta không làm ảnh hưởng chính trị, không làm ảnh hưởng an ninh, không làm ảnh hưởng đến một cá nhân nào, thì để người ta tự do. Nhưng mà tôi nói thật, cũng người ta không phải ma mị đâu, người ta không phải ngu đâu, cũng như thằng lang thang Sài Gòn cho rằng bà phải ngu, bà phải dùng tiền dùng của và đưa vợ chồng ba mẹ tưởng là ra ngoài quốc tốn phải mấy chục triệu. Người ta không ngu mà người ta làm, người ta muốn cái con người giữa đạo đức với đạo đức, học hỏi, người ta muốn là trao đổi, chứ không phải người ta ngu đâu. Nếu người ta ngu thì người ta sao làm giàu cỡ đó, mà người ta ngu mà gia đình con cái tạm đầm ấm, tất cả đều ủng hộ tinh thần của mẹ người ta và rước gia đình của bé Trường Lan ngoài đó vừa đi du lịch vừa chung tay phật đạo, cái đó là cái quan ninh tinh thần của bà bãi, chứ không phải người ta ngu đâu. Người ta bỏ vài chục triệu mà có thể lấy lòng được một đứa bé mà vào một cái con đường đạo đức, người ta sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu nữa kìa, chứ không phải mấy chục triệu là nhiêu đó thôi. Chẳng hạn như những kênh YouTube thằng Quạt Gió Du Du, thằng Thanh Lang Thang Sài Gòn, thằng Thủy Ngân, cái thằng là em là Lý, tụi bay mới chính là những thằng ngu đó. Tụi bay là không có biết gì mà để kiếm tiền đó. Còn người ta kiếm tiền không phải về kiếm tiền tâm linh đâu, bay cứ nghĩ ta kiếm tiền bằng tâm linh, chuyện kinh doanh bằng tâm linh lúc này sao nó dễ kiếm tiền, đó là bay chê bán với chị phỉ bán chê bai tâm linh, không phải đâu. Còn người ta có tâm linh rồi là người ta tiền kiếp có tu, trước đây người ta gỡ vào tam bảo vậy giữ dằn lắm rồi, mà tụi bay cái vô hình bay đâu thấy, cái tâm linh bay đâu thấy. Bay cứ nghĩ giờ tao có tiền, tao cho được 500 triệu, bay cũng không được quyền cản tao đâu, tại tao thích tao cho đó, mà bay chửi tao ngu á là tao chém giết mẹ bay luôn á, tại vì tao thích con đứa bé này là tao cho, còn bay không thích thì thôi, mà bay chửi tao là tao chém giết mẹ bay đó. Bởi vì tao là đang khoái về tâm linh, tao đang nghiên cứu về tâm linh, một đứa bé quá trọn vẹn đâu thấy tao, mà tụi bay chửi hết từ này chửi tới người kia, bay muốn phản biện gì bay phản biện, bay muốn nói gì bay nói, mà bay đừng chửi người ta, đừng chửi cộng đồng, bay đừng có gắn râu lên con người ta như vậy. Bây đâu phải bây lấy cái hình mới ghép, bây gắn râu lên con người ta vậy. Bây muốn nói gì vậy nói. Bây muốn làm gì ra làm. Nói làm sao cho cộng đồng để nghe bây á, thì bây nói. Còn mới gắn cái hình của con người ta lên vậy, nó phải phỉ bán người ta. Nếu tao gia đình của Trường Lam, tao kiếm tới nhà rồi bây, tao sẽ chém chết mẹ rồi luôn. Tao nói thẳng với bây vậy. Cho bây biết. Chứ bây đừng có phỉ bán con người ta bằng gắn cái hình râu này, hình râu kia. Tao cho tiền thằng Tân Lân Thạc Lan Sài Gòn này, tao tiền thằng Gió Vô Vô này, tao tiền thằng Sĩ Ngân này, tao tiền thằng thằng em và Lý này, bay lên cộng đồng mạng bay nói chuyện phải cho đàng hoàng với người ta, phải cho đừng có sắc sược, bay nói mà bay sắc sược bay dẫn cực không, còn người ta tâm linh tự do người ta là cậy người ta, mà cho gạo nè, rồi ăn chay nè, niệm Phật nè, có gì sai không? Bay thấy có cái gì sai không? Bây già cái đầu bay không có biết một câu kinh, không biết niệm Phật, rồi bản thân bay không biết đạo đức thì cậy thôi bay, còn tụi tao á là tâm nghĩ với tâm linh là quyền bí, tao tôn trọng, tao kính nể, tao phải theo tâm linh, mà tao nhờ tâm linh tao mới làm ăn được, nhờ đất trời phù hộ tao tao làm ăn được. Còn tụi bay là tụi bay không có biết gì tâm linh, thì mới sống như là lũ mày con giặc, con thú giặc, con thú giặc nữa, mày không biết gì cấu xe nhau, mày có phải câu lên liêu câu hai không, lại không, mày có không, mày cấu xe ăn kiểu đó không? Những cái chuyện lớn lao phải sao mày không làm? Những cái thầy chùa và giả sư đó, đi trên ngoài đường đó, phải ngon mà làm đi, nó rõ ràng rồi đó, phải ngon mà làm đi. Còn con bé Trường Lam này chưa có giả cái gì đó, nó chỉ nói là ăn chay niệm Phật đi từ thiện, nó chỉ tiết lộ ra mấy cái nào tao nói mày biết luôn nè, là tại vì thằng Phú Bình Dương nó độc lạ, nó muốn tìm tòi, nó coi cái quyền diệu của nhỏ này sao, nó thử lòng của nhỏ này, nó giờ con chú Phú dày nè, con chú Phú bao nhiêu tuổi, nó 87 tuổi, chỉ con của Hà Sen, đó là nó tiết lộ thiên cơ rồi, đó là sai, tao nói nó là sai, nhưng mà không phải tự nhiên nó nói, chú Phú này cũng tìm tòi những đứa bé này coi quyền gì nó tao, thì nó nói sai rồi, nó quanh lợi liền, nó còn nói sai rồi, thôi con không dám nói nữa, con nói vậy mai Dương bắt con, thì mai bắt con, đó, là sai, tao vẫn biết là sai, chứ không phải tao biết đâu, mà tụi bay bắt bẻ nó hoài, bắt bẻ chi vậy, rồi ông thần tài thủ địa, nó có nói nó nghe mà phải chứng minh được không, được cái đám tang á là có nhiều vong linh, phải có chứng minh nó thiệt không,
Nhưng tụi tao là người sống trong tâm linh, tụi tao thấy hết, tao thấy luôn á, tao thấy hết luôn. Tụi bay không thấy được cái mẹ tụi bay, mà tao thấy. Mà tao sẽ phải không tin, tao phải chửi. Tự do tín ngưỡng của tao là vậy đó. Mấy mắt thì phải chửi. Bay không được quyền chửi tao, tụi tao nữa. Bay muốn nói về nói, tụi tao ngu dại về kẻ tao, mà tụi vẫn tao có tiền sống thôi. Còn tụi bay tối ngày bay chửi, mới thấy những cái chuyện xã hội á. Bay lo bay làm đi, làm cho tao sao cho xã hội được an lành, bình yên, an ninh trật tự tốt đẹp. Tại vì cứ lo bài làm đi. Tụi bay là cái thằng đúng mà là coi như là YouTube chứ bay thằng bay biên chế nhà nước, cái nhà báo này nhà báo nọ đâu mà bay lên bay chửi tao dữ vậy. Bay không có gì để nhà biên chế nhà nước đâu. Tao là người công dân bình thường đó, nhưng tao đủ điều kiện thưa tụi bay đó. Tụi bay là những thằng đi quay, đi kiếm like, kiếm view về xong rồi bay chửi này chửi nọ. Bay chưa phải nhà nước, chưa phải báo Tuổi Trẻ, chưa phải báo Sài Gòn, chưa phải báo là Nhân Dân, chưa phải báo Công An đâu. Bay chưa có gì để tao sợ tụi nãy với đâu. Tao sẽ tìm, tao thưa tụi bay từng thằng hết. Bay nói làm sao cho tao nghe được á, thì tao sẽ ủng hộ kênh tụi bay, tao xem cái kênh tụi bay. Còn bay nói không được, tao để đó, tao vẫn coi, tao coi bay chửi như thế nào rồi. Tao đúc kết từng cái, tao viết ra một văn bản, tao thưa tụi bay. Và tao đủ điều kiện để thưa tụi bay luôn, chứ không phải là học đủ đâu. Tụi bay là chưa biết kiến pháp nhà nước thì cho tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Không được ai được quyền xâm phạm tự do này. Mà người ta, cái tín ngưỡng người ta là như vậy phải chửi. Tao phải tâm linh hơn tụi bay, phải không phải kệ bay. Phải không phải kệ bay, mà tao phải tâm linh. Giờ tao đi ngang năm sát, tao phải cúi đầu. Tao biết trong năm sát này có rất nhiều vong linh. Tại vì một người chết đó, là ông bà của quyền, cha mẹ anh em trong họ tập người ta về để trước tao đi. Thì tâm linh tao nói vậy á, mày không tin thì thôi. Thì con bé Trường Lan này thấy. Thì người ta nói vậy, người ta sao phải không tin? Phải không tin là phải chửi người ta. Phải nói ma mị này, mê mụi, mê tín gì. Người ta mê tín gì cả người ta. Đó. Còn bà Bãi này ở Phú Quốc á, người ta mê tín mà ta làm giàu cỡ đó. Mà ta đem ra, Trường Lan ra đó, để ta quý ta trọng. Cái bản mặt của tụi bay có ai được quý trọng không? Phải xin thưa bay ra đường, phải ngói. Còn con bé Trường Lan mới 6 tuổi thôi. Mà người ta quý trọng cái đó. Tụi bay nói nhà nghèo, nhà giàu. Trường Lan bằng ai đi phát gạo nhà nghèo, nhà khổ. Nó là một cái bàn tay đưa một cái gói gạo đầu tiên mà biết là người ta rất trân trọng, trân quý nó. Lần nậu như đó là đủ để nói chuyện quay rồi đó. Chứ không phải tiền của nó đâu, không cần tiền của nó. Nhưng mà cái tấm lòng, cái bản tánh từ bi của nó là người ta là tôn trọng cho thôi. Chứ không phải tự được tiền của nó. Tiền của nó là ở đâu? Tiền của nó là tiền kiếp tu diệu đời, diệu kiếp công đức nó vô lượng là tiền của đó. Nói cho mày biết, tiền của nó là vậy đó. Giờ đi tới đâu tập ôm ẩm với nó là tiền của đó. Còn tụi bay bây giờ tiền tẩy bắn mặt bay ra ngoài đường không ai coi, không ai ngó. Tụi bay bật bổn thằng tụi bay rủ mà không lo mà chui cái số rác vợ con mày sau này. Tụi bay tao nói mày ha, những cái nhân quả tụi bay sau này tao nói trước luôn ha. Vài ngày đó thôi chứ không xa, tao nói vài ngày đó thôi chứ không xa. Nè tao nói trước vài ngày nữa tụi bay á, tai nạn mà xảy ra chứ. Tất cả chư thần đều ghi nhận chấm điểm mày ra đâu rồi. Phải phỉ bán cái tâm linh này nọ dữ dằn lắm rồi, phải chửi rủa người ta dữ lắm rồi, phải chửi ý nghĩ thôi. 4.0, 5.0 thời đại khoa học không có khoa học đâu. Bay phải đạo đức, phải tâm linh đàng hoàng. Phải đâu đó rõ ràng, nếu một đất nước ông làm vua mà ông vua có đạo thì đất nước sẽ yên lành. Còn đất nước mà ông vua không đạo, tao bảo đảm tụi bay không yên lành đâu. Hiện nay đất nước mình chưa có vua đạo đó. Chưa vua là xã hội chủ nghĩa đó, chưa vua đạo đó. Chừng nào mà đất nước mà quốc đạo rồi là đất nước nó mới bình yên. Tao dẫn sàng tao nói mà Dương quốc đạo là một đất nước bình yên. Còn một cái Dương quốc mà không có đạo rồi chưa bao giờ bình yên đâu. Sau này cái thời kỳ đổi mới cuối cùng rồi, tất cả các nước trên đời sống lấy cái tình yêu thương mà sống. Bao giờ cũng lấy tình yêu thương mà sống để đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Mà tại sao cái chương trình mà đi phát gạo của Trường Lan mà phải chỉ trích hoài, chỉ trích bởi vậy? Mà nơi không hại tiền của nó, mà nó phải đi đâu mà người ta kêu nó đi, người ta yêu cầu nó đi, mà ta yêu cầu hoài à, mà thậm chí cha mẹ nó không muốn cho đi nữa, bây giờ ta yêu cầu hoài à. Thì thôi cũng phải đi, đó là cái nhiệm vụ của nó mà Đức Phật và Quan Âm giao nhiệm vụ nó cái đó, mà tụi bay không tin thì kể tụi bay, còn người ta tin để người ta làm, mà nhờ nó mới vậy, biết bao nhiêu con người ở Kiên Giang, ở An Giang, ở Cà Mau, ở Vũng Tàu, kể cả tất Hà Nội luôn, đều có mặt Trường Lan hết. Tụi bay đi được không?
phải nhìn, phải tự phải hiểu, tự xét làm mày đi, tự xét làm mày đi. Rồi một đứa bé là mới đầu, tao nói gì tao nói thẳng à, mẹ nó có dấu tuổi thiệt, một người mẹ nó có dấu tuổi thiệt là muốn đưa con mình lên, nâng tầm con mình lên, nói 4 tuổi, nhưng mà thằng ba của nó là nói 4 tuổi 8 tháng, nhưng mà tính ra là 5 tuổi 8 tháng. Tao biết người mẹ gần gũi con, thường thường con mình có cái gì biệt tài như vậy, hơi giấu tủ để khoe khoe, có tao chấp nhận. Nhưng sau khi công khai chú Phú có nói lên rồi, 5 tuổi 8 tháng, rồi tới Tết nữa là 6 tuổi, hồi nay là 6 tuổi 2-3 tháng gì rồi, tao chấp nhận. Còn nếu nó mà tính tuổi mà đó là tuổi Tây, còn nó mà tính tuổi tụi ta, ta là nay nó 7 tuổi đó, dầu 5 tuổi 6 tuổi 7 tuổi gì, mày đừng có chắc mắc mấy chuyện đó, mày đừng có chắc mắc. Thấy cái việc làm của nó, thấy không, thấy cái hành động của nó, thấy những lời ăn tiếng nói của nó, thì mày mới nhìn vô, mày động não mày lên đi, mày mới thấy tâm linh được. Còn nay mày chứ tối ngày mày soi bói, mày móc môi ra mày chửi người ta không, thì mày chẳng qua mày câu like thì mày kiếm tiền thôi, chứ mày cũng không có biết con mẹ gì đó. Thì ông thầy Nhẫn Đức, tao nói tụi bay nha, ông một ông thầy, ông từng giỡn với Phật tử trong đó, ông vui vẻ trong đó, ông từng hòa mình trong đó. Người ta tu không phải là khắt khe, tu mà để phụng sự nhân sanh, phụng sự cho bá tánh, phụng sự con người mới gọi là tu. Chứ không phải tu mà nói giáo lý rồi mà tu, không phải đọc kinh nào ào là tu. Tu mà trong khi người ta đang chết, đang khổ mà ở nhà tụng kinh là tụng kinh cái gì đó. Phải cứu người, giúp người, lo cho nhân sanh. Thì ông này, ông nói bây giờ một cái chủng tử nó thuộc kinh, mà không phải thuộc như mình, nó thuộc có văn, có dạc và đọc giọng rất là hay. Ông khen tôi thường làm. Tại như tôi giờ tôi cũng không thuộc kinh, hồi đó tôi học cũng vẫn quên, giờ biết niệm Nam Mô rồi thôi. Mà tôi lo nuôi người già này, nó cũng sự cho nhân loại con người. Người ta nói đó là một câu, nói là câu pháp, một câu hạ mình nhưng mà là một câu pháp, một câu pháp rất cao siêu để tôi nghe, đánh đầu tất cả con người. Chứ không phải tao biết đâu, không phải tao không tụng kinh đâu. Tôi bắt đầu phải chửi người ta này nè, trụ trì thầy chùa giống với tụng kinh. Chứ bộ mày nói đi ông thầy chùa thích chứ chung, ông ốm nhách rồi, ông đọc kinh ông hay quá. Thầy chùa nào ổng mới là mê tín đó, không có ông thầy tu nào đi trị bệnh nữa đó. Mà tu càng lâu á, tao nói tụi bay á, phải tu càng lâu á là phải chặt tay. Tại vì cái sự sai phải nhiều quá, bây mới tu lâu vậy mà phải chưa đặt. Còn người ta tu ở đường 3-4 năm ta đặt, người ta duyên tịch, ta đi trở về chân liên, ta giải thoát rồi. Còn tu với ông thầy chí trung, tu một đứa ấm nhắc, con mắt thì nó trợn trồng con khỉ rồi đó. Mình nằm thở oxy, mình đi ra đường đi xin người ta đem về ăn, nằm đó. Được khóc kể, mất tiền khóc kể. Tu đó là tu hành, tu là hành, là hành sát tu đó. Đó là gọi tu hành, là hành sát tu đó. Chứ không có đắc gì hết. Những ông thầy đọc tu càng lâu là những ông thầy đã bị hành động. Tao nói thôi, mày không biết cái đạo đâu, mày không biết cái tâm linh đâu. Là ông thầy, ông Minh Thánh nữa. Đi khách tật thành phố, cái mặt thì cả nhăn, nhăn, nói đi. Rồi khách tật đem về nuôi vợ nữa con, cho con đi học đại học nữa. Những cái khách thật là giáo lý nhà đạo. Cấm rồi, không cho đi nữa. Nhưng mà đi thì đi, cái chuyện đó tao không cần thiết. Nhưng mà đi ai tin tưởng số tiền này, đem về nó xây chùa cho người này cho người kia, ai tin tưởng. Tại sao phải không làm cái chuyện đó? Tại sao phải không làm cái chuyện đó mà con Tường Lan có cái gì phải làm? Những ông thầy đó tao nói càng tu càng mắc tội, mà càng tu là tất nhiên là cái sai càng còn nhiều chưa rõ hết. Còn người ta tu đúng chính mức rồi ăn, dầu thằng đâm heo thuốc đó nó tu chỉ một ngày một thôi, nó giác ngộ một ngày một là đặt đầu liền, là một chỉ một ngày một thôi là tất cả nó quán chuyển, nó quay đầu 100% luôn, là đặt đầu được. Còn mấy ông nội thì tu mà còn sân si, mà tu mà còn việc tiền của, tu mà còn chửi người này chửi người nọ. Rồi cái bà tư trên nút cắm đem cái dấu lý ra nói đi, rồi sau này đầu thai cái phép là cắm không lợi hết. Nói giáo lý là cái nền tảng cho con người học tu đạo, đúng, mình căn cứ giáo lý để mình tu cho đúng. Còn đâu phải đem cái giáo lý ra mình chửi người ta tối ngày, cái giáo lý chửi người ta không à. Bà hai nút cắm, bà tư nút cắm, sau này mấy bà là cắm hết, đầu thai chiếc khác cầm hết. Mấy thằng gió phiêu du, mấy thằng tăng ngân thang, mấy em mà lý là dẫn thật, sau ngày tôi phải cầm hết. Phải cầm rồi, mày phải cầm, không thể còn nói. Phải không còn nói được tiếng nói nào để cộng đồng nghe đâu. Tại phải cầm rồi sao mới nói được. Bây giờ phải kỹ bán đạo quá đi, kỹ bán Phật pháp quá đi.
mới nói thằng bảy thằng ba mới đi, thì kiếp sau phải cầm thôi đó, kiếp sau phải cầm không có nói được nữa đó. Tao nói phải vậy đó. Rồi bây giờ tao nói mày, cuối cùng tao nói tất cả những mà cái kinh phản biện tao khuyên tụi bay nói đúng là nói, tao nghe đảm hộ rồi. Còn mày càng chửi ha, tao càng lý luận, tao chửi tới cùng với tụi bay luôn, nhất là tân thằng tân là mày không có cái gì cái trình độ mà bằng la quýt của tao à, mà mày đem lên khoe khoang mày để mày nói mày chơi tới cùng, cái trình độ mày bằng cái la quýt thôi, mày AB thôi, mày không có cái gì trong nhà nước này đâu, không có cái gì trong nhà nước này biên chế mà chính thức đâu. Mày nói mày đi họp gì nên trên đường ghé qua gặp mấy ông sư này này nữa, mày họp cái gì, mày chỉ thằng YouTube thôi. Chẳng hạn tao thấy bằng mấy thằng YouTube nè, nó đi câu cá ngoài đồng, nó câu cá ngoài mương, rồi nó bắt cá cạn, bắt chuột, đào hang, đào hang, dí chuột nướng, rồi nó ăn lên trong cái thôn giả vậy, nó lên mạng là vậy đó. Mà tao thấy tao cũng thích thú, chẳng tao coi là nó có nhiều like, nhiều view thì nó có tiền. Tao thấy mấy nữa tao cũng thương, tao còn coi nữa, thấy đất cười, mình nhớ là cấu thơ của mình, mình nhớ là cái tụi cấu thơ mình ở thôn thôn quê vậy, nó thôn giả vậy. Mà câu như vậy đó, câu liêu hoa vậy thì thấy. Còn mày không biết Phật Pháp thì mày nín đi, mày nói qua chuyện khác đi. Mày không có biết Phật Pháp cái gì đâu mà mày nói là mày mang cái tội lắm. Tao nói mày mang cái tội gì lắm. Thôi tới đây là tôi chấm dứt, xin nguyện xin kết thúc cái câu chuyện của tôi đối với cộng đồng xã hội, đối với tất cả quân đệ tiên hội. Tôi mong rằng tất cả ai nghe được, hiểu được thì tôi cảm ơn. Còn ai nghe không được, hiểu không được, cứ phản biện chữ tôi sẵn sàng tôi nhận hết. Tôi sẵn sàng tôi nhận những lời chửi, bởi những lời nói đây là tôi đã có tính toán trong Phật Pháp, trong cái câu văn câu niệm của tôi đối với bề trên, cho con phép con nói với cộng đồng của con, để anh em của con biết mà sửa sai, trở thành quay đầu vào bờ, trở thành con người tu chánh, lập công ở đức để kịp cái nguồn cái đức tới đây. Nam mô Cao Đại Chí Ngông Đại Bồ Tát Ma Pháp, Nam mô Diệu Trì Chư Mẫu Giúp Đức Chúng Tôi, Nam mô Tam Châu Bắc Bộ Hộ Pháp Chúng Tôi, con xin phép nghỉ. Rồi cảm ơn nghe, hay quá. Rồi bây giờ như thế này nè, nghĩa là bữa nay lên lấy cũng nhiều làm ơi mới đưa lên nha, nhưng mà để y nguyên gì lên chứ không có cắt xén gì phải không? Tại không? Bởi vì có trong đó có nhiều câu chữ thề quá, thử ra không biết được không này nè. Không không, cái đó là nó chỉ dặn thôi, dặn thôi, không có gì hết. Dặn ông cứ đưa đi, cũng đưa lên luôn phải không? Ông cứ đưa thẳng mẹ đi, dặn đi, rồi, tôi đâu có sợ. Rồi thôi vậy, cảm ơn quân đệ nha. Mình đâu biết. Rồi cảm ơn bình lý nha, rồi. Quá hay rồi nha.